Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với mấy hôm ở trên Nomix. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời vì lại có Hi mọi người ở đây. Hello mọi người, đã lâu không gặp. Và bật mí với các bạn là bây giờ đang là buổi sáng ấy, mọi người. Và hôm nay bọn tớ sẽ khởi động ngày mới của bọn tớ với một cái MV ca nhạc rất là đang hot đúng không nhỉ? Và đây cũng là một cái MV mà kết hợp giữa Space Speaker với cả Free Fire. Và nếu như các bạn nào chưa biết Free Fire là gì thì đấy là một cái game mà bắn súng mà thời trang rất là đẹp, rồi hình như nghe nói rằng là quần áo ở trong cái MV này là quần áo ở trong game luôn. Nên là mình cũng lại muốn tải game tại vì nghe đồn rằng là thời trang càng ngày càng đỉnh. Bạn chơi Free Fire không? Có chơi, có chơi. Có chơi. Hôm nay chúng ta sẽ xem cái MV tên là Freaky Squad của Space Speaker nha. MV này hiện đang có hơn 1,4 triệu lượt xem trên YouTube và đang đứng thứ 9 trên top trending luôn. Like trước coi sao? Ok, fan đúng không? Ok, xem luôn nào. Xem thử. Chơi. Từ từ, âm thanh to nhất rồi đấy. Cái set đẹp quá. Cái set này thiết kế hơi bị tốn tiền á. Ôi, cái set này mặt thầy âm thanh. Thầy âm thanh, ý là từ cái tên á. Ôi. Ê, cái nhạc này nó rất là rắc ấy. Ôi, cái set quay đỉnh quá. Đẹp nhỉ. Subin. Ồ, Subin rap. Subin rap hả? Nãy giờ đang rap kiểu melody á. À. Chứ giờ chỉ thấy Subin hát thôi. Ừ, đúng rồi này. Đúng không? Hay chứ. Tại giọng ông hay rồi. Biết đồ đẹp nè. Đẹp trai quá anh ơi. Ê, cái nhạc dễ nhớ đúng không? Subin. Ngầu quá. Cái gì bắn em bằng cái gì? Từ từ. Bắn em lần đầu dùng súng, sát thương cỡ này chỉ dương thơ. Subin hay có mấy câu kìa. Đừng mơ. Bắn em đâu dùng súng chứ không phải lần đầu đâu dùng súng. Sát thương mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Ghê. Không thể chịu được. Sao đang đi hướng nào? Anh đi ngược. Cái giọng hay ha. Ui, cái bộ đồ này đẹp. Trời ơi, muốn mua bộ đồ này ghê. Cái áo hình như có Space Speaker này mà. Ôi, cái set hồng này đẹp quá. Các bạn nào biết ở đâu bán không? Hay là trong game bán? Ê, cái này nó dễ thác theo ha. Nhạc á. Ngọc quá mấy anh ơi. Ê, nãy giờ mới thấy ba người. Đây là chồng tóc tiên đúng không? Philiver. Bài này bất ngờ nhất là Subin. Ông thích cái đoạn của Subin nhất luôn á. Nè, cái bộ đồ trong game nè, nó. Đúng rồi, mình bảo mà, đấy. Nè, hai chữ S là Space Speaker nè. Tên thiện âm thanh. Cầm cái chảo kia, cái điển hình của cái chảo của tê ghê luôn á. Cái chảo hay cái quạt ta? Cái chảo mà để đánh nè. Cái chảo trong game đúng không? Ừ. Anh Tu Liver có không? Đây. Ồ. Wow. Ngầu à. Ê, chính là cái bộ này đẹp ghê luôn á.
cái bộ màu quần áo. Speaker cho hình dạng nữa. Speaker là mấy cái âm thanh kiểu mấy cái lo. Ý là hiểu rồi. Nhưng mà cũng là space speaker. Wow, Free Fire space speaker. Hay quá. MV này hơi bị nhiều tiền nha. Mọi bối cảnh đồ, mọi set đều là tiền. Sơ là 3-4 set rồi. Cái MV này mình ấn tượng nhất là đoạn của anh Subin. Hồi xưa giờ thấy ít khi nào mà thấy Subin rap như này. Mà làm bước quá, công nhận trai nữa. Mà cái mấy cái góc quay mà nó chuyển á, kiểu nhìn nó rất là nghệ, cảm giác nó rất là kiểu tương lai á. Mà tất cả những cái trang phục á ở trong cái MV này đều kiểu có ở trong game luôn. Cảm giác ví dụ như cái set hồng của Bin này sẽ muốn mua. Thì game phải nạp tiền. Muốn mua, thích cái set hồng này luôn á. Ý là nó tạo ra mỗi người một cái phong cách á. Nó kiểu mỗi người một cá tính riêng luôn. Kiểu là nó có đem cái style riêng của nghệ sĩ trong MV này mang vào trong game. Hồi xưa lại mắc nạp hệ chơi thiền tại phải không có quần áo. Ronaldo cũng có những cái sản phẩm giống vậy luôn. Có nhân vật có Sơn Tùng nữa này, Ronaldo này, Sơn Tùng nè, Sơn Tùng NTD nè. Nói chung là Free Fire thì là cái game mà được yêu thích của các nghệ sĩ. Với cả hình như rằng là Free Fire là game mà dẫn đầu lượt download trong vòng 2 năm, năm 2019 đến 2020. Dẫn đầu luôn. Chứng tỏ là bây giờ đang rất là thịnh. Nhưng mà thôi không, nó mắc nạp tiền đấy. Các bạn công nhận không, kiểu con gái không biết là các bạn con trai thế nào, nhưng mà kiểu con gái là chơi game là ví dụ như thấy cái bộ nó đẹp thời trang đó. Đúng rồi, cái kiểu thời trang á là kiểu có thể mình bắn súng không hay đúng không, người ta phải mặc đồ lộng lẫy kiểu đấy, tao chết cũng phải lộng lẫy chẳng hạn, ví dụ như thế đấy. Mặc đồ nổi cho người ta dễ nhắm mình. Cũng đúng nhỉ. Ví dụ như mà cái set hồng này là nhìn là muốn bắn rồi ấy. Suy nghĩ lại, nhưng mà kiểu thời trang con gái bị một cái bệnh vậy, chơi game nào cũng phải mua skin đầy không, mình không. Nó kiểu khi mà bạn mặc thời trang bạn có skin vào á, kiểu như mình boost được cái tự tin. Ý là mình điều khiển nhưng mà mình dễ chết hơn. Mình ngầu phải liền luôn. Mình cũng dễ chết hơn, nói như là mình là mục tiêu nhắm bắn của nhiều người. Ok, và các bạn có thể xem cả MV này đang đứng ở trên top trending ở trên YouTube luôn. Và nếu mà các bạn thích thì mình cũng sẽ đặt cái link tải game ở phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Và hôm nay rất vui là vì bọn mình khởi động buổi sáng một cái bài hát rất là đỉnh của Space Speaker. Lúc đầu thì tớ cũng không phải là một người fan rap hay là thích nghe rap hay cái gì đâu, nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà kiểu không thể nào mà không thích. Tại vì một sự kết hợp quá hoàn hảo. Công nhận. Không, mấy anh này anh kiểu như ăn ý nhau ghê luôn á. Tại vì chơi với nhau mà. Nhưng mà cái nhạc công nhận nó cứ động vào trong đầu các bạn. Ok, các bạn xem ngay đi luôn. Bây giờ thì bọn tớ sẽ đi ăn trưa và bye bye. Bye. À quên, đừng quên nhấn like cho bé nhỏ này để nhanh được 1 triệu sub và ghé thăm Hi Hiu tại TikTok chẳng hạn. Ở dưới có cái chuông nhớ bấm vô nha mấy bạn. Ôi giỏi quá ta. Ghê. Và ghé thăm fanpage và Instagram của tớ và bye bye. Bye.